Nhà nhân chủng học phương Tây lần đầu đến Nepal thiền và bật khóc. Đây là Wade Davis, một nhà nhân chủng học người Canada, đã tham gia một buổi thiền định đầu tiên trong đời mình tại một ngôi đền ở Nepal. Khi dần đi sâu vào trạng thái thiền định, anh ấy bắt đầu bật khóc. Vị thiền sư hướng dẫn cho anh đã nói rằng có rất nhiều người cũng khóc khi ngồi thiền lần đầu tiên, đặc biệt là những người đến từ các quốc gia phương Tây. Liệu đây có phải là sự trùng hợp? Lý do gì đã khiến họ khóc trong lần thiền đầu tiên này? Đừng quên xem hết video của chúng tôi ngày hôm nay. Sheridan Chung, vị y sư được nhiều người kính trọng. Người đàn ông này đã thiền tại một hang động ở Nepal trong suốt hơn một tháng qua. Tên của ông ấy là Sheridan Chung, một vị bác sĩ người Tây Tạng được người dân địa phương vô cùng kính trọng. Họ xem ông như hoa đà tái thế bởi ông là một bác sĩ rất giỏi và có tâm trong việc chữa bệnh cứu người. Do y học Tây Tạng gắn bó rất mật thiết với Phật Pháp, nên khái niệm y đức rất được coi trọng và mang đậm màu sắc tôn giáo. Hệ thống y học hiện đại của chúng ta có thể hoặc không đặt nặng mối liên hệ giữa y đức với trình độ chữa bệnh. Nhưng ở Tây Tạng, khi chọn bác sĩ, người ta sẽ chú trọng rất nhiều đến vấn đề y đức, còn hiểu biết và trình độ y thuật là thứ yếu. Những người dân ở đây tin rằng, khi bác sĩ phát nguyện cứu khổ chúng sinh, lòng từ bi rộng mở thì những phương thuốc bình thường cũng hiệu nghiệm hơn rất nhiều so với những người giỏi y thuật nhưng tâm địa không thiện. Do đó, đối với một bác sĩ tại Tây Tạng, trí tuệ và lòng từ bi phải được chú trọng như nhau. Và Sheridan Chung là một vị bác sĩ có cả hai yếu tố này. Cha của ông cũng là một vị thiền sư tuyệt vời, và Sheridan Chung được thừa hưởng rất nhiều đức tính quý giá từ cha của mình. Xuất thân từ một nhà trí thức trẻ, ông đã trở thành một vị sư tài năng và có nhiều đóng góp cho xã hội. Bởi Sheridan Chung được đào tạo chuyên sâu và rất bài bản về chuyên ngành của mình. Bên cạnh đó, ông cũng đã dành nhiều thời gian và công sức cho việc thực hành thiền định. Sheridan Chung đã có 7 năm để chăm chỉ học hành trong môi trường khó khăn và chuyên nghiệp. Trong đó, có 1 năm dành cho việc thiền định. Tuy thời gian 1 năm so với những thiền sư là khá ngắn ngủi, nhưng mọi người cho rằng có lẽ đây mới chỉ là mở đầu cho con đường tu tập. Cho đến hiện tại, mỗi năm ông đều dành ra 1 tháng để thiền trong hang động này. Khoảng thời gian còn lại trong năm là dành để hành y cứu người. Từ năm 2001 đến năm 2006, bác sĩ Sheridan Chung đã sống tại một ngôi làng hẻo lánh ở Nepal để khám và chữa bệnh miễn phí cho rất nhiều người dân nơi đây. Danh tiếng của ông được lan truyền khắp vùng, ngay cả những người dân khu vực lân cận cũng đến gặp ông để thăm khám và chữa bệnh. Mặc dù cuộc sống nơi đây còn nhiều khó khăn thiếu thốn, nhưng ông ấy vẫn cố gắng tiếp nhận hơn 100 bệnh nhân mỗi ngày. Không giống như những bác sĩ bình thường khác, Sheridan Chung được mọi người yêu mến bởi sự dịu dàng và thái độ ân cần quan tâm đến bệnh nhân. Ông luôn kiên nhẫn lắng nghe bệnh tật của họ, chẩn đoán thật chi tiết và đưa ra phương án xử lý phù hợp nhất. Những bệnh nhân nơi đây không chỉ xem Sheridan Chung như một vị bác sĩ y đức, mà còn là niềm an ủi, động viên giúp họ có thêm hy vọng và can đảm vượt qua bệnh tật. Nhà nhân chủng học bật khóc khi lần đầu thiền tại Nepal. Đây là Wade Davis, ông là một nhà nhân chủng học, nhà văn kiêm nhiếp ảnh gia người Canada. Ông là một tác giả nổi tiếng với quyển sách The Serpent and the Rainbow, bán chạy nhất năm 1985, viết về những thây ma ở Haiti. Trong quyển sách này, có một phần giả thuyết về xác sống ở Haiti hiện vẫn còn gây nhiều tranh cãi. Vì để làm rõ giả thuyết này, Davis quyết định thực hiện một cuộc hành trình lên đỉnh núi Himalaya với hy vọng có thể tìm thấy câu trả lời trên vùng đất bí ẩn này. Đây được xem là một hành trình tâm linh lớn và sâu sắc nhất của ông. Tại vùng đất Nepal, ông rất may mắn đã được làm quen với bác sĩ Sheridan Chung. Họ có vẻ rất hợp nhau và nhanh chóng trở nên thân thiết. Một lần Sheridan Chung đưa ra một đề nghị với người bạn của mình là hãy để ông được bắt mạch và kiểm tra sức khỏe cho Davis. Với kỹ năng chuẩn đoán một cách tuyệt vời, ông bắt đầu chạm nhẹ đầu ngón tay vào cổ tay Davis và lắng nghe từng nhịp đập để có thể phát hiện những thay đổi tinh tế trong từng nhịp và đưa ra phán đoán chính xác. Sau một thời gian bắt mạch, Sheridan Chung đã nói với Davis rằng mặc dù ông ấy có vẻ rất khỏe mạnh, nhưng có phải những giấc ngủ của ông lại không được tốt? Liệu có điều gì đó làm Davis cảm thấy lo lắng? Davis hơi ngạc nhiên sau khi nghe câu nói này, bởi vì ông ấy chưa từng chủ động chia sẻ về chuyện riêng tư của mình và những vấn đề lo lắng khiến ông mất ngủ cho bất kỳ ai. Tại sao Sheridan Chung lại có thể biết được điều đó?
Lúc này, Sheridan Chương tiếp tục giải thích về tâm trạng của mỗi người. Giữa trạng thái vật chất và trạng thái tinh thần đều có một mối quan hệ gắn bó không thể tách rời. Chúng đan xen vào nhau một cách phức tạp, gây ảnh hưởng lẫn nhau và cùng nhau xác định tình trạng thể chất chung của một người. Với niềm xúc động sâu sắc, David xác nhận những gì vị bác sĩ này nói đều đúng sự thật và nói rằng ông ấy đang phải đối mặt với một số căng thẳng và lo lắng. Những cảm xúc này luôn tồn tại trong ông và gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe. David cũng bày tỏ rằng hiện tại mình rất cần một cảm giác bình yên. Với thái độ ôn hòa, Sheridan Chương nhắc nhở David là ông cần phải được nghỉ ngơi và có thể tìm cảm giác bình yên bằng con đường thiền định. Theo gợi ý của người bạn này, David đã cùng Sheridan Chương tìm đến một tu viện tại địa phương. Sheridan Chương đã giới thiệu ông với các vị tu sĩ ở tu viện và nhờ một nhà sư lỗi lạc tại đây hướng dẫn David làm quen với thiền. Vị bác sĩ này đã dẫn David tham quan phòng thí nghiệm khoa học thiền bên trong tu viện. Trong phòng thí nghiệm này, những nhà khoa học đang trong tiến trình nghiên cứu về mối quan hệ giữa thiền định và hoạt động của não bộ. Vài ngày sau khi David được vị thiền sư trong tu viện hướng dẫn, Sheridan Chung cũng đã bắt đầu cùng ông có buổi thiền đầu tiên. Họ ngồi khoanh chân trong một căn phòng yên tĩnh. David cố gắng thư giãn, tập trung vào hơi thở và sự bình an nội tâm. Và dần dần, ông rơi vào trạng thái thiền sâu. Lúc này, những giọt lệ từ khóe mắt ông bắt đầu trào ra. Sheridan Chung bên cạnh đã giải thích rằng hiện tượng này cũng xảy ra ở nhiều người khác khi họ bắt đầu thiền định lần đầu tiên. Điều này do tác dụng của thiền là để giữ cho mọi người bình tĩnh. Sự bình tĩnh là chìa khóa dẫn đến bản chất thật của mọi thứ thiên kiến. Khi những sự việc chỉ được nhìn thấy và phán xét nghiêng về một phía, thì lúc này tâm của bạn sẽ như mặt hồ trong bầu trời lộng gió. Gió thổi làm cho mặt hồ gợn sóng, khiến ta không thể nhìn thấy đáy. Nhưng nếu những gợn sóng này được làm dịu đi, thì dòng nước hồ sẽ trở nên trong vắt. Vì thế, khi bạn đi sâu vào trạng thái thiền định, một cảm xúc nguyên thủy sẽ xuất hiện, khiến bạn không thể kìm nén được cảm xúc. Sau lần đầu thiền định này, David đã có một trải nghiệm sâu sắc. Ông nhận ra rằng chúng ta thường sống trong cơn lốc chạy đua với thời gian. Những tiêu chí xác định thành công là những tiêu chí thuộc về thế giới vật chất. Nhưng đối với các nhà sư, đây là bản chất của sự vô minh. Những nhà sư tu hành chân chính sẽ nhắc nhở chúng ta rằng tất cả những thứ trong cuộc sống này đều trở nên mục nát và biến mất khi ta không còn sống trên cõi đời này. May mắn của David là tìm được một người có thể chia sẻ và hướng dẫn cho ông đến con đường thiền định, giữ bình an trong nội tâm chứ không cần thể hiện ra bên ngoài. Tâm linh cuộc sống cũng tin rằng các bạn sẽ làm được điều này. Có rất nhiều điều trong cuộc sống nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta có thể tự nhận ra trạng thái tâm trí của mình và thay đổi chúng theo hướng tốt hơn. Đây là điều quan trọng nhất mà chúng ta có thể làm. Nếu thấy video này ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.